Đường Đội Cấn, Hà Nội, vỉa hè đã thông thoáng hơn cho người đi bộ. Nhưng vì sao những người này lại đi dưới lòng đường? Người ta dựng xe hết thì làm sao mà đi được nữa? Nói chung là đi trên vỉa hè nó còn vướng cây với lại vướng xe cho nên xuống dưới đi. Hóa ra là do những chướng ngại vật này. Người đi bộ muốn đi được trên vỉa hè thì phải liên tục tránh cột điện, cây cối. Xe máy. Theo lý giải của người dân ở đây, trước kia vạch vôi được kẻ để cho xe máy đổ ở phía bên ngoài của vỉa hè thì người đi bộ dễ đi hơn. Còn bây giờ, vẽ lại như thế này, xe máy lại đổ hết vào trong, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Mong muốn của người dân ở đây vẫn là chuyển xe máy ra bên ngoài như trước kia để người đi bộ thực sự được đi trên vỉa hè.